ví dụ như mà anh Long anh muốn lập gia đình mới, Úc Úc tán thành không? Úc tán thành không? Ví dụ nó cắt đứt với đằng kia. Chừng nào nó cắt đứt với đằng kia được, thì nó không còn núm níu nữa thì cái đó là quyền của nó. Nha nha. Hôm nay thấy Úc mà khác mọi ngày, tình là chán sức khỏe Úc sao Úc? Thì Úc nó đào ngay đi, cái bệnh của Úc đó mà. Nay vậy thì mai gì khác. Giờ Úc cũng nghĩ như Úc ngày xưa, có gì thì ăn đấy. Chứ rồi cũng... anh Long có quyết định ngày về chưa? Thì nó nói bữa 30 nó về đó. Về mấy ngày không? Úc cũng biết nó nói gì bữa 30 giao thừa rồi mùng 6, mùng 1 nó đi dưới cái gì đó. Về dưới rước bà. Ừ, cúng trong nhà trong cửa. Ông bà ở đây rước đông nữa trời. Thì không có, cũng như nó cúng trong nhà trong cửa. Còn ở đây thì ông bà nó ở đây bởi vì nó về bữa 30 là nó cúng rồi, là sáng mùng 1, tối giao thừa rồi sáng mùng 1 nó về. Rồi khi mà anh Long anh mà quyết định về đây ở rồi, Úc có chấp nhận không? Úc có chịu không? Không, nó về thì nó về, nhà này cũng như nhà của nó mà. Úc cất lên đây thì cũng như cho nó ở, chứ đâu phải mà Úc lột vỏ mà Úc sống hoài đây. Thì Úc có cái nhà này lên thì cũng như để cho nó ở, chứ đâu lột vậy. Rồi Úc cho con hỏi câu này ha. Rồi sau này tỉ như mà hai người mà có chia cắt á, anh Long với chị Chim Sâu, cái này nói ví dụ thôi nha, ví dụ thôi, không còn ở nữa, thì theo như Úc mà anh Long vẫn có tâm sự với Úc về cái việc mà lập gia đình mới không Úc? Cái đó thì Úc không có hiểu, không có biết được ý của nó. Thì ví dụ giờ hai đứa nó ở thì nó ở, nhưng mà chừng nào mà ví dụ mà hai đứa nó không còn cái gì nữa thì giờ quyền của thằng Long, thằng Long nó muốn đi thêm nữa thì nó đi, còn nó không đi thì nó ở vậy nó nuôi con đó. Mà Úc có tán thành không? Cái đó Úc không có quyết định được. Thì cha mẹ, ví dụ giờ con kia thì nó không ở nữa thì nó thôi, thì thằng Long có quyền cưới vợ khác, nhưng mà nó thằng Long nó muốn lập thì gia đình nữa thì nó lập. Cái đó Úc cũng không ép, Úc cũng không có cản. Tại á, theo nhiều nguồn thông tin lắm, nhiều quý vị khán giả đó là bình luận lên. Nói luôn là nói Long giờ, mạnh ai mới ở đó. Chia ra là ai nhà ai mới sống rồi. Đó, thì sống. Bây giờ thí dụ bây giờ Long nó ở dưới đi, hai đứa nó chia tay. Úc cũng sẵn sàng cho thằng Long đi mình không về. Không cho lấy những cái món gì ở trong cái gia đình. Đó. Thì Phụng nó ở dưới thì để lại cho ông Phụng nó xài. Còn Long nó về này nó có nhà thì nó về đây nó ở nè với Úc. Vậy tỷ mà ví dụ như mà Long anh muốn lập gia đình mới, Úc tán thành không? Úc tán thành không? Thí dụ nó cắt đứt với đằng kia. Còn chừng nào nó cắt đứt với đằng kia được, thì nó không còn núm níu nữa thì cái đó là quyền của nó. Là Úc không có can dự vô. Úc không có can dự vô. Ý Úc đó là Úc không còn theo thời phong kiến là cha mẹ đặt đâu con người đó. Bây giờ để tự cái đó bây giờ con tùy quyền của con. Bởi vậy là Úc không có ấy, là bởi vì Úc để tùy quyền của con nó mới vô, nó gặp cái vấn đề gì đó. Vậy đó. Mà lúc xưa Úc bị lần rồi sao lúc này Úc không chuẩn bị từ đầu lại? Tại vì lúc mà cái con kia mẹ của con Đức bỏ đi á, là Úc cũng nói dữ lắm, nhưng mà tại vì con kia nó muốn đi rồi. Nó muốn đi rồi nó ẵm con, nó gửi cho Úc, nó nói là nó đi làm ăn thôi. Đó không là đi luôn. Không ngờ nó đi luôn, là thằng này nó mới có 5 tháng mấy thôi. Úc cũng vẫn muốn nuôi tới bây giờ, lần Tết này nữa là nó 6 tuổi rồi. Nếu như mà chị Chim Sâu mà đẻ cho Úc một đứa con, Úc nghĩ như thế nào? Cái đó Úc ví dụ biết đâu Chim Sâu mai mốt ẩm về đứa con rồi đưa hôm cho Úc. Hôm bữa có nói nha, nói là mai mốt là đẻ một đứa con cho ông Long á. Biết đâu nói thì nó đẻ thì nó nuôi rồi lỡ đưa về Úc chịu luôn. Tại vì mình nói ở đây vui thôi chứ nó còn đẻ chữa gì nữa. Vậy là Úc biết rồi ha. Biết chứ. Không, nhưng mà chị Chim Sâu vẫn mơ mộng về có một đứa con với ông Long á. Con rồi sao? Nó chắc hơi lòng. Hơi lòng. Thời buổi bây giờ nói chung thì cũng không có nói trước được điều gì. Biết đâu cái điều gì cũng xảy ra mà. Có những cái sự bất ngờ chúng ta không thể nào biết được. Mà nói chung là sau này mà anh Long anh có vợ khác là con nghĩ sợ không hạnh phúc. Mà Úc theo Úc nghĩ chắc thằng Long nó ấy rồi là chắc nó cũng ở vậy rồi. Lớn tuổi rồi, 40 tuổi rồi còn gì. Trời ơi, người ta 76-70 Úc ơi, 40-40 mấy à, nhầm nho gì. Người ta còn kiếm đi kiếm vợ. Thì giờ Úc cũng không bảo, đã giờ Úc nói với mấy đứa là Úc cũng không hứa. Thì nó tự nó làm gì nó làm. Ý tụi con ví dụ thôi chứ thật sự. Chứ Úc cũng không có ép nó hay là Úc cắt nó hay là này kia.
tùy nó, dạ nó ở cái này á, thì nói Út với quý khán giả này mình chỉ hỏi thử là dùng cái phép suy luận thôi ha, để coi cái điều đó có thể xảy ra và không thể xảy ra, chứ mình không có ý gì khác nha quý vị khán giả. Nói chia cắt đồng lòng và chim sầu nữa. Không, cái này mình không có chia cắt. Ý là mình giả dụ, mình thí dụ thôi. Tại vì nghe nghe thông tin là mạnh ai mới ở vị tỷ anh Long về nhiều khi ông về đây ông suy nghĩ lại. Tại vì á bây giờ là cũng bên kia cũng nói rồi là Long có thể là về bên đây, hầu như là ta cũng không cần Long mà phải ở bên bển. Tại vì cái này như là ý Út nói thôi ha. Là cũng như thí dụ tai thằng Long này nó quá ấy. Tiếp theo là Út nghe nói này kia là Út vậy này không ở, không ở dưới đâu. Út nói thiệt luôn. Nó tánh Út vậy đó, tại thằng Long nó có giống tánh Út. Ai nói là tự ái là em đi, là Út đi chỗ khác nó ở rồi. Nếu là một người đàn ông. Đúng rồi. Mình có bản lĩnh, chấp nhận là mình thương bây giờ cho dù gì đi chăng nữa mà người một khi người ta đã không tin tưởng mình, người ta nói mình này kia là mình phải làm, mình phải chứng minh cho người ta thấy là mình không có làm biến này kia. Tại vì cái thằng này nó quá thương. Nó không bỏ con này được. Thì nói chung suy nghĩ của ảnh thì tôi con cũng không biết. Nhưng mà đối với một người đàn ông á có bản lĩnh thì mình chấp nhận, nếu như người ta nói vậy mình phải chứng minh cho người ta thấy là mình không làm biến, là mình đi về mình đi làm đó đó. Để cho người ta khỏi nói mình nhiều. Rồi thấy cũng ổng cũng tội nghiệp nhiều, người ta nói ra nói vô. Nói vô nói ra. Người ta nói nặng lời cũng còn cũng trên còn... mạng á, nói trên mạng nha, còn ở ngoài thì đâu biết đâu. Bởi vậy nhiều khi Út nói nuôi mày. Hồi lúc trước ở đây làm tới lui rồi giữ đám cưới rồi đâu ai dám nói mình đâu. Đâu có ai nói đâu, bình thường. Nó trên này nếu mà đúng cái tháng, nhầm cái tháng mà đám em là nó giữ tiền không đó. Tại... Một cái đám như vậy là nó có nhiều cái đám người ta, ví dụ tao làm nhiều mâm thì 400 ngàn. Rồi người ta cho một nguyên một mâm vậy đó, rồi với một thùng bia. Đó là cũng như chung ở trong đó người ta uống, người ta gì giữ tới 3-4 thằng đó. Nghe nói về giữ là mấy tháng trời. Mấy tháng rồi không làm gì. Đó nãy mới nói đó là cũng như nó về 4 tháng nó không bằng được. Đó ông Út thấy không, lúc đầu hai con quay á thì người ta nói là chị Long làm biến không có làm gì ra tiền hết. Nhưng mà mấy con cũng chứng minh lại là có lương hàng tháng này kia đàng hoàng. Thì mọi cái sự đó thì bỏ qua, thì bây giờ á mà người ta lặp lại nói cái câu nữa là Long là lợi dụng chim sâu, lợi giờ mình cứ hết nói rồi, tại đâu có làm gì ra tiền đâu. Còn tiền YouTube thì có nhiêu tiền đâu, thì nó mới lãnh được có một đợt đó đó, 2 triệu mấy cho nhiêu. Mấy triệu mấy mua đồ gì cúng mà nội với nội, mà Út nói thiệt cái nào Út không có giấu. Nó có gửi gì cho Út 1 triệu bạc. Đó rồi còn 1 triệu mấy là mua đồ gì cúng nội nữa đó. Rồi Út nói là cái này hồi nó mua nó xách vô thì Út có nói. Hỏi là mua cái này là tiền ở đâu, ở đâu có mà mua. Rồi nó nói mẹ ơi tiền này con không có lấy của chim sâu đâu, mẹ đừng có sợ, cái này là con lấy tiền, tiền con lãnh tiền mà tấp con mua gì cũng nội. Đó nó nói vậy đó. Chứ Út không phải người ta mà cái gì mà ấy của chim sâu, Út hồi đó đến giờ không có lấy gì của chim sâu nữa. Vậy đó. Thì mấy đứa cũng biết sẵn rồi, cũng lên đây quay thời gian trước cũng biết rồi. Mượn 1 triệu bạc mà theo đầu hoài đó. Nhắm lấy tiền của nó được hay là không? Lúc có thời gian lúc mượn 1 triệu bạc thì đầu ghét rồi, cái cô kia thấy vậy gửi về cho Út 1 triệu bạc trả cho nó. Ở gì Út cũng không có hy vọng gì hết trơn. Giờ thí dụ Long nó bằng được thì nó lo cho con nó, hay là nó giúp cho Út được này kia thì Út cũng ấy. Mà theo như Út cũng có mong muốn ông về không? Muốn chứ, con mình thì muốn về gần gũi mình chứ. Có lời nào nhắn luôn đi Út. Thì Út cũng nói vậy đó, Út nói thí dụ bây giờ nó ở dưới thì nó ở, còn nó không ở thì nó về trên này. Út cũng nói thường hoài vậy đó, đứa nào lại quay thì Út cũng nghe nói vậy đó. Út nói rồi ha. Út cũng nói hoài vậy đó. Thí dụ nhắm bề ở dưới được thì ở, chứ đừng có để cho người ta nặng nhẹ. Còn ở được chứ ở không được thì về này, nhà này là nhà của con. Về là dẫn theo chim sâu về đó. Thì Út nói vậy đó. Thì đứt nhiên ổng đi là phải dẫn rồi đó. Phải dẫn rồi đó. Bữa nay là cái không khí đón Tết nhà Út là gùm ghen cả nhà. Đèn chớp quá thế đây đủ gì không nhỉ? Đèn sân khấu nữa. Đèn này là anh Long nó gắn rồi cả nhà. Thiết kế dữ rồi. Trời ơi. Nói chung thì không khí này 30 Tết là anh Long anh cũng có hẹn mấy anh em xuống dự một cái bữa tiệc như nhỉ? Có. Giống như ăn tân gia mà, giống như ăn tân gia lúc trước vậy. Đủ 30 là đúng rồi, tại vì ở đây là Út ở đây 30 là Út rước ông bà. Ở đây thì thường thường cái xứ này của người ta thì người ta rước 28, 29 là rước rồi. Bữa đó còn vui hơn nữa. Còn cái đạo của ông này thì bữa 30 người ta rước.
Bữa đó còn vui hơn nữa. Sức bữa nào? Bữa nào vui? Bữa 30 xuất hiện đúng rồi. Giặt nữa. Con dâu. Bây giờ nè. Bây giờ kêu quá, lòng với chim sâu á, canh là về sáng mùng 1 Tết là vô nhà bình thường. Đó mẹ chồng không có nói gì đâu. Tại vì nó là ngày không, ngày không. Ngày vui. Ừ, đó. Về mấy bữa Tết bình thường không? Ừ, về mấy bữa đúng Tết không? Bình thường nhưng mà ở là về lâu về dài Út không cho. À, không cho. Đúng không Út? Út có nói mà. Ờ, à, ở mấy ngày Tết thì bình thường. Ờ, nói chung là tùy quyết định Út thôi. Cái đó tụi con không có xen vô. Thì bữa nay qua cái video này thì Út cũng chia sẻ tâm sự của mình về con.